Con này hôm nay anh nhập ở đâu về mà đẹp thế? Ôi giời, các anh em trong Huế rất là uy tín. Con này anh bạn trong Huế anh đổi cái xe. Nhưng mà xe này là xe anh ấy bảo anh mua cho vợ anh, vợ anh làm giáo viên trong Huế đi. Nhưng mà gửi ra phải nói là uy tín. Con này lâu lắm em thấy con đoạn mấy đoạn con đẹp như này đấy. Đẹp. Con này đẹp thật. Con này Mazda 2 2016. Em dọn xong thấy xe đẹp không? Đẹp. Nội thất rồi, máy móc zin luôn. Con này phải nói là con người anh ấy rất tư cách luôn. Báo xe không cần xem, chuyển ra ngoài này phải nói là đẹp thật. Con này là của chị làm giáo viên, cái biển cũng đẹp này. 6978 rất là đẹp. Xe này Mazda 2 2016 nhưng đẹp phải nói là hơn cả những con 2019 luôn. Nấu lắm em dọn, nấu lắm. Đây là em nhìn đèn này. Đẹp. Trong suốt như pha lê luôn. Phê chưa? Đấy. Tuyệt vời, bật đèn lên mà đẹp như này cơ mà. Đấy, cái này giải đến nét định vị ban ngày cả đèn gầm nhé. Đấy, nhìn này. Con Mazda 2 thì quen thuộc rồi nhưng mà cái dòng này nó cũng máy 1.5. Máy này cũng máy là nhỉ? Chung với con Mazda 3 nhưng mà công nghệ máy SkyTip thì nó tiết kiệm nhiên liệu. Đây này. Đèn này. Đúng rồi, xe phụ nữ đi. Chào chuốt rất là đẹp. Là răng đi không vết xước luôn nhé. Một dàn lốp mới tinh. Chứ tỏ là răng là 4 phanh đĩa luôn. Chị khách này chị đi cũng giữ phết đấy nhỉ. Này, người ta trau chuốt này, em nhìn này. Tay nắm cửa thứ đúng là xe của nữ. Anh này thì anh ấy cán bộ trong tỉnh ủy Huế. Vâng. Đổi cho anh con xe. Phải nói uy tín luôn này, xe em nhìn này. Phải nói anh những con người có tư cách này. Đây đèn sau này. Nhìn này, ốp hết chrome này. Ok, tức là chị cẩn thận nhỉ. Ai mua được con này thì phải nói tuyệt vời. Cái Mazda 3 2 này thì nó được trang bị công nghệ máy SkyTip nên nó tiết kiệm nhiên liệu lắm, chạy hơn 5 lít tí thôi. Đấy, đèn đung này, cốp sau này trông thế này thôi nhưng rộng rãi lắm em ạ. Đây này. Đấy, mà muốn rộng hơn nữa thì cái này là gập hàng ghế sau vào này. Đấy, em thấy sạch sạch này, nhựa này, gần như không biết xước luôn. Không biết xước. Đấy, này, lốp dự phòng này, còn mới tinh này, đồ đạc này, thậm chí nguyên ni lông này. Đấy, đồ đạc này. Mới này, tồn giặt thép mới tinh. Cũng ai mua lại được con xe này mới là giá trị này. Con này phân khúc hạng B nhưng mà cốp của nó cũng rộng anh nhỉ. Con này rộng. Đấy. Này, la răng đi gần như không biết xước luôn. Phải nói là người ta đi rất giữ xe. Chắc chị toàn đi rất đường phố. Đây này, cái la răng này cũng thế này. Cái này có đèn tích hợp bao rẽ trên gương luôn nhá. Này. Đấy. Có đèn tích hợp bao rẽ trên gương luôn này. Ok. Đấy. Và kể cả nội thất này. Nhìn thất ghế này nó căng mới này đúng em. Nội thất con này. Đấy, mới con này màn hình cam đồi các thứ đầy đủ nhá. Em đi sang bên kia. Sang bên kia xem. Đây này. Màn hình cam lùi mọi thứ rất là ok. Trông bên ngoài nó xinh nhỏ nhỏ nhưng phải nói là ok đấy. Con này đấy. Nội thất mới nhỉ. Đây này, anh thích nhất cái Mazda 2 nó thiết kế cửa gió điều hòa như cổ mẹt này. Khi nó chuyển hướng gió nó rất dễ dàng. Đấy, nhưng không như khác rất là đẹp và nó cổ điển. Rất là đẹp. Đây, tam đồ tam ly em nhìn này. Đẹp như mới này. Như vệ tinh này. Nổ lắm mới gặp con đẹp thật. Đấy. Và cái này rất là cẩn thận, người ta làm cái bảo vệ cái tam đồ này chống tiêu UV này. Đấy. Con này màn hình cam lùi các thứ đầy đủ nhá. Này, cam lùi rất nét luôn nhá. Đấy, màn hình giải trí đầy đủ em ạ. Đó. Đấy, điều hòa này auto luôn. Auto, mọi thứ auto. Xe rất đẹp. Đấy, bảng trung tâm này, cửa gió giữa này. Rất ok cổ số này. Cái này số tự động. Đấy, cái này có cổng sạc 12V cộng hai cổng USB luôn. Đấy, có bản trung tâm này, điều chỉnh này, tiếng này, lại có chế độ sport thể thao luôn. Ok chưa? Rất ok, đây những viền chrome rất đẹp luôn này. Còn như mới luôn. Đấy, con này rất này, hai chìa khóa đeo xe, đầy lỗ thông minh em nhé. Đấy, rất tuyệt luôn. Con này đi ít nên không bị chảy xước đúng không anh? Thì nữ đi... người ta đi mà. Ghế ra em nhìn này, ghế zin nguyên bản căng đét. Tuyệt luôn. Đấy, trông như này, thử hàng ghế sau em xem có rộng không? Hàng ghế sau rộng này. Rộng không? Em cao 1m7 mấy? Em 1m75 này. Em ui cao 1m75 mà đầu gối còn 20 phân cơ. Ui anh, mênh mông luôn. Anh quá 70. Rộng luôn. Anh 70. Rộng. Dạ, thật ghế zin của nó tuyệt vời đẹp. Ghế nguyên zin nguyên bản em. Đẹp đấy. Càng đét luôn. Phải là anh này rất uy tín luôn đấy. Trần cũng còn sạch sẽ anh này. Ờ, những cái thảm để chân này là nguyên bản của nó đấy. Rồi, em bước ra ngoài xem nào. Xem nào. Đấy, ghế nguyên bản này. Đấy, dễ nguyên bản là cái Mazda 2 thì nó thay thêu thêm cái đường thêu đỏ giữa rất là đẹp. Nguyên zin nguyên bản, đấy, ghế căng, ngồi rộng rãi, cứ tưởng Mazda 2 không rộng, hóa ra rộng không tưởng. Tam đồ tam ly, nhìn nhá, như mới không biết xước luôn. Đấy, ok. Con này tam ly cũng đẹp luôn. Đẹp, vâng, đẹp đấy. Phải nói tuyệt vời đấy. Hôm nay em rửa em còn ngạc nhiên mà. Em kiểm tra khoang động cơ chưa?
Em xem rồi, con này khoan động cơ thì không phải còn gì phải chê nữa này. Ok đấy, con này phải nói là anh uy tín đấy. Vâng, tuyệt vời. Anh xem khoan động cơ tí nào. Đấy, vô lăng củ số con này đẹp tuyệt vời luôn đúng không? Đấy, vô lăng củ số từ con ốc, từ cái tem cái mác, tắp lô tắp ni đẹp như mới. Cái này này cửa auto luôn. Cái này có chế độ trông trơn trông trượt cơ bản điện tử iShop dừng đỗ 3 giây tự động ngắt máy. Và tôi rất là thích cái này nhé. Cái này nâng hạ đèn được. Đấy, chứ không cần là chúng ta phải nâng hạ đèn bên ngoài. Đấy, không cố định. Đấy, mặt đồng hồ thể thao rất là đẹp. Đấy. À, cái này đèn cũng là auto, mọi thứ auto rồi. Ồ, ok, đúng là Mazda, công nghệ tuyệt vời. Đẹp cơ, những đường chỉ may thêu này. Đấy, tuyệt luôn. Đấy, rất chất luôn. Phải nói là con này uy tín đấy. Con này máy có đẹp anh ạ? Ốc này. Máy đẹp không? Ôi giời. Đây, ốc, tất cả ốc, đây xem, xem nào. Ui, máy này. Con này máy sang choang luôn. Tất cả này, được, 7 màu luôn này. Với zin nguyên bản này. Đấy, con này thì cứ test chính hãng thôi. Con này thì em cứ cam kết cho khách hàng nhé. Vâng. Xe tìm ra một lỗi nhỏ là tặng xe từ chân ốc máy nhé. Không có một ốc nào tháo vặn, nguyên zin nguyên bản toàn bộ nhá. Máy đang nổ, le te đang nổ nhá. Rồi cô Doan quay này. Đây này. Đấy, u giảm sóc. Từng con ốc là nguyên vẹt sơn nhà máy luôn này. Con này đi ít nên cổ bô nó ít. Đây cổ bô trong này à? Sáng vâng. Choang à? Ờ, em dọn chứ anh không dọn con này, anh không biết. Ồ, sáng choang nhỉ. Sáng choang rồi. Đấy. Ở đây, máy đây, quay. Chân ốc máy mọi thứ tem mác này, còn nguyên. Vẫn còn hồng rực cái này. Ờ, phải nói là con này chất đấy. Con này ai mua được con này đi lại là ok đấy. Con này là 2016 thì em thôi, em cứ lựa thời điểm này thì cứ lựa nhá. Vâng. Khách hỏi thì cứ bán cho anh, thu về cho anh tầm 395 triệu thôi nhá. Vâng vâng. Đấy, 395 được rồi. Các bạn. Đây, đây đây. Con này thì em phải để như thế này. Đấy. Đây đây. Đấy. Được rồi. Đấy. Con này là một chủ từ đầu nhá, xe nữ giao viên. Con này biển là biển Huế. Biển Huế. Bác ở Huế. 75A06978, biển rất là đẹp. Đấy, tất cả sơn si gần như nguyên bản 100%. Lâu lắm em mới gặp con xe đẹp như này. Ừ. Máy móc. Ờ được rồi. Luôn. Nếu mà khách anh không có nhà mà khách hỏi thì cứ để cho người ta khoảng 395 triệu thôi. Ok anh. Nhá. Dạ dạ dạ. Thì tri ân cho các bác cuối năm rồi, được cái con xe đẹp. Con này thì em cứ cam kết với khách hàng là bao test chính hãng. Đấy. Cho qua đi, đi xe không đâm xô, không thủy kích ngập nước và máy móc nó nguyên zin. Tìm ra lỗi nhỏ là cứ tặng xe các bác thôi. Dạ. Nhá. Đấy, cứ cam kết bằng văn bản cho anh nếu anh không có nhà. Vâng vâng vâng. Còn ok. Là, bác nào có nhu cầu mang ra hãng test cho anh. Nhá. Cho các bác test hãng luôn. Ừ, test hãng luôn. Đấy, nên là em cứ ok. Ờ. Đó, nếu mà bác nào quan tâm thì cho các bác địa chỉ luôn trên này. À, dạ. Tại đối diện cái sạn Trường Thành đường Định thành phố Hải Dương, còn số online thì anh để trên màn hình. Ok nhá. Anh. Dạ dạ dạ. Ok em, bây giờ đi phần gầm quay cho các bác cái phần gầm tí. Dạ dạ. Vâng nhá. Vâng. Cho nên yên tâm. Ok ok. Quá đẹp luôn. Vâng, các bác xem là phần gầm thì lợi ích nó sẽ khác biệt. Khi xe không được quay gầm thì điều gì sẽ xảy ra? Cái thứ nhất là máy móc, các bác xem được nó nguyên zin nguyên bản, không bị bổ này, không bị nhớm dầu này. Máy không bị da này, máy nguyên zin nguyên bản từ dòng keo này. Thì chúng ta tránh được cái máy bổ và máy bị ngập nước các bác nhé. Xe bị ngập nước thì máy phải bổ đây. Tất cả zin thì nó như này. Từ con ốc không bị tháo vặn và dòng keo zin nhé. Đấy, tất cả ốc này, chân máy này. Đấy, các bác nhìn này. Đó. Thì đó là những cái kinh nghiệm để chúng ta phải buộc phải xem xe lưng gầm. Đấy. Còn xe không lưng gầm thì nó có những cái yếu tố mà người ta muốn giấu giếm mà không cho các bác biết. Đó. Chẳng hạn như càng đỡ máy này, nó đâm xô thì nó sẽ bẹp méo ngay. Chẳng hạn như những càng A này, cổ phanh này. Đấy, ví dụ đấy, một số chi tiết của xe. Nó sẽ biến dạng. Đấy, các bác nhé, và chỉ lưng gầm lên chúng ta phát hiện được. Đây này. Đấy, càng A này. Đấy, cái đầu dắt xi, đặc biệt đầu dắt xi đây. Các bác nhìn rồi, chuẩn men nhé. Đấy. Thì không bao giờ xe bị sợ bị đâm va nữa. Cái đầu dắt xi tận trong kia. Cái này nó hơi kín. Đó, các bác nhé. Đấy, cái hai là gầm, nó vùng đông mới nó mục mọt, nó đâm va, nó sập gầm hay không, nó có biến dạng hoặc là nó bị han mục mọt hay không, thì đây các bác có thể thấy gầm nguyên zin nguyên bản này. Đấy, các bác có thể thấy ngay nhá. Đấy, chẳng hạn như cái bao bô lê nó phẳng căng này. Đấy, bao bô lê này, hai cạnh bao bô lê này, đây ví dụ tôi phân tích cho các bác nhé. Đấy, phân tích cho các bác luôn này. Đấy, chẳng hạn tôn sắt thép vào hộp sàn này, chuẩn men này, không méo bẹp, không bị han mục mọt, đây ví dụ thế. Thì chúng ta hoàn toàn về một cái xe qua sử dụng. Nhưng phải xem cái gầm thì mới thấy giá trị của chiếc xe. Bô này, chữ Mazda nhé các bác nhé. Đấy. Bình xăng này không méo bẹp này. Tất cả hệ thống càng sau này. Đó.
bô này để nói lên chất lượng chiếc xe này, con này rất đẹp luôn này. Đấy, rất đẹp luôn, xe này là xe của chị giáo viên trong Huế này. Đấy, và chúng ta xem được những cái đầu chassis này, đằng sau này, những cái ô tôn này không bị méo bẹp, chứng tỏ xe không bị đâm va. Đấy, các bác nhé. Đấy. À, rồi những cái lưỡi cổ cô lốp dự phòng đây, chassis đây các bác này. Đấy, chúng ta lưng gầm thì chúng ta mới thấy rõ nét như này được. Đây những ô tôn sau này. Đấy, chọn men nhé. Đấy, chọn men các bác có thể thấy ngay nhé. Vậy thì chúng ta xem như này thì đây là một chiếc xe chất lượng đảm bảo các bác rồi đúng không ạ? Và đó là lý do mà chúng tôi luôn luôn khẳng định với các bác là xe lưng gầm là xe chất lượng. Và cảm ơn các bác rất nhiều.